Thưa anh em, chỉ cần một cuốn sách hướng dẫn sửa chữa máy cảm động DC-70 này thôi, anh em có thể sửa được toàn bộ hệ thống chi tiết động cơ, hộp số, hệ thống thủy lực, hệ thống điện và hệ thống công tắc, gạt, đập, khoan xoắn. Mọi chi tiết đều nói trong duy nhất một cuốn sách hướng dẫn sửa chữa này đối với máy gặt DC-70. Máy xin phép được bán cho những anh em nào cần với một cái giá là 190.000 đã bao gồm vận chuyển nhé, đã bao gồm vận chuyển 190.000 thôi. Và anh em nếu muốn mua cái cuốn sách này thì hãy ngay lập tức nhắn tin cho mạnh qua số điện thoại 0398 490986. Đây ạ, số điện thoại của anh em, tên người nhận và địa chỉ người nhận, mình sẽ gửi chuyển phát cho anh em cuốn sách này. Và anh em chỉ cần rất đơn giản nhận tại nhà và trả 190.000 cho người chuyển phát là được, đã bao gồm tiền vận chuyển nha anh em. Và đây, trong đây nó ghi tất cả rất chi tiết thưa anh em, của 5 bộ phận: động cơ, hộp số, hệ thống thủy lực, hệ thống điện và hệ thống công tắc, gạt, đập, khoan xoắn. Nó sẽ dạy cho anh em cách sửa chữa động cơ, anh em đọc xong cũng có thể sửa được động cơ một cách rất là tự tin nếu như mà chúng ta quan tâm đến việc sửa chữa động cơ. Dạy cho anh em cách sửa hộp số, dạy cho anh em cách sửa hệ thống thủy lực, dạy cho anh em cách sửa điện nha, sửa điện, các cái cách đo kiểm tra cũng như là sơ đồ mạch điện cụ thể, và dạy cho anh em cách căn chỉnh các bánh răng tháo lắp như thế nào cho đúng và lắp ghép như thế nào cho đúng nha anh em. Nó thật sự đáng quý với những anh em nào trân trọng hệ thống kỹ thuật và muốn nắm chắc hệ thống kỹ thuật của máy DC-70. Thưa anh em, chỉ cần cuốn sách này thôi, Mạnh đã dùng nó 5-6 năm nay rồi và làm cho Mạnh tự tin hơn đối với tất cả các loại lỗi của máy gặt DC-70. Và bây giờ Mạnh rất muốn được bán cho anh em để anh em có cái cơ hội được tiếp cận với những cái thông số kỹ thuật để luôn luôn điều chỉnh cái máy của mình về chuẩn, giảm cái chi phí sửa chữa, giảm chi phí mua phụ tùng ngoài ý muốn cho anh em. Và tương tự như vậy, máy 60, máy DC-35, máy kéo M95, M704K, M60, L5018, L4508, L4018, L3408, 3218 và 3118 cũng như là B2420 và rất nhiều sách khác, rất nhiều máy khác. Mạnh cũng có những cái cuốn sách này để giúp Mạnh, hoặc là nếu anh em nào mua cuốn sách này thì sẽ chủ động, rất chủ động sửa chữa được toàn bộ nha. 5 cái hệ thống nó đều chỉ nói trong một cuốn sách thôi và chỉ có 190.000 là anh em làm chủ được 5 cái hệ thống đó trên cái máy của mình đang có, và đặc biệt là những cái máy Kubota đời mới. Và nếu anh em nào có những cái máy đời cũ mà không tìm được sách thì hoàn toàn có thể đọc những cái cuốn sách này, bởi vì là nguyên lý hoạt động nó gần như giống nhau và nó hướng dẫn cho anh em sửa chữa một cách khá là giống nhau. Nhưng mà đặc biệt là những cái cuốn sách này nó nói rõ chi tiết cho từng cái máy, cụ thể một máy thì chúng ta có thể làm chủ được rất là dễ thôi anh em. Và hy vọng rằng nói riêng cho máy cắt DC-70 thì anh em chủ máy có thể sở hữu được cho mình một cái cuốn sách như thế này để làm chủ việc sửa chữa máy, giảm các cái chi phí thuê thợ, thuê sửa chữa không cần thiết nha anh em. Và hãy ngay lập tức nhắn tin cho Mạnh qua số điện thoại 0398 490986, số điện thoại của anh em, địa chỉ và tên người nhận, và anh em sẽ nhận được cuốn sách này ngay lập tức với giá 190.000 bao gồm vận chuyển. Xin cảm ơn anh em và rất hy vọng anh em sẽ ủng hộ việc cung cấp tài liệu sách mà nó đã theo Mạnh rất là lâu rồi cho anh em, để có cái cơ hội được tiếp cận với những cái tài liệu quy chuẩn và chúng ta có thể điều chỉnh máy chúng ta về chuẩn như nhà sản xuất. Rất cảm ơn anh em. Thưa anh em, đây là HST của máy gặt DC-70 và câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao để cái HST này làm cho cái máy gặt nó chạy nhanh hơn. Và Mạnh xin cung cấp cho anh em 3 giải pháp. Và giải pháp thứ nhất là bơm nạp. Làm cho bơm nạp thật tốt và tăng cái áp suất nạp của nó lên bằng cách, đây thôi anh em. Đây là HST này. Đây. Và mình dựng cái HST này lên nha. Đây ạ. Đây là HST và đây là van giảm áp suất nạp. Đây là van giảm áp suất nạp. Đây ạ, cũng đây là van giảm áp suất nạp này. Đó. Đối với van giảm áp suất nạp này thì chúng ta cần làm thế này.
chỉ cần làm sao cho cái lò xo này nó chúng ta chỉ cần thêm một miếng đệm mới phía trong này, không cần phải tháo cái này vẫn có thể tăng được bằng cách thế này. Đây thưa anh em, đây chuẩn bị một cái que thép mỏng nha, cầm cái ấn cái van này xuống cài vào ngay đây. Anh em làm việc này thì không cần thiết phải tháo HST xuống mà thực hiện ngay khi HST đang còn lắp ở trên máy. Chúng ta chỉ cần ấn cái van này vào như thế này và cài một miếng thép 1 ly vào là đã rất là tốt rồi, nó sẽ tăng áp suất nạp, tăng áp suất của bơm nạp lên, nó làm cho bơm cái bộ piston xi lanh sẽ lấy được nhiều nhớt hơn và ít hao tổn nhớt hơn. Đây, cái nắp này nó bị ịn xuống một chút, tức là cái lò xo nó sẽ căng lên một chút và cái áp suất van nạp nó cũng đồng thời. Cái nắp này nó bị ấn xuống thì đồng thời cái lò xo nó cũng được căng lên một chút bằng đúng cái đệm mà anh em nhét vào nhá. Thì cái áp suất van nạp nó cũng áp suất của cái bơm nạp này nó cũng tăng lên một chút. Đây ạ. Đây là cái van nạp anh em nhớ này, nó có cái phanh này nhỏ nhỏ thế này thôi. Và chúng ta chỉ cần ấn này, không cần tháo ra nhé. Tháo ra được thì tốt, tháo ra được chúng ta đệm một cái long đen cỡ tầm 1 ly. 1 ly thôi nhá, đừng có đệm nhiều. Nhưng mà theo cách của mình là nhanh nhất ấy, là chúng ta ấn luôn cái này, chúng ta chèn một cái thép ly bằng 1 ly vào. Một cái que thép ly bằng 1 ly vào đúng cái khe hở này thì cái lò xo nó cũng bị nhún xuống, đây ạ. Thì đó là cái cách thử đầu tiên để chúng ta có thể, mà ai cũng có thể làm được. Mạnh xin qua cam đoan là ai cũng có thể làm được, chỉ cần lấy cái tu vít chui vào máy, không cần phải tháo gì ra nhé, không cần phải tháo bất cứ cái gì. Lấy tu vít chui vào máy và ấn như Mạnh và chèn một cái que thép ly 1 ly vào. 1 ly vào cái chỗ này để tăng áp suất và tăng áp suất của cái bơm nạp thôi. Đó là cách thứ nhất, nhưng mà cách này thì có thể hiệu quả hoặc không hiệu quả, nhưng mà nó không làm tồi tệ đi đâu. Nó không làm tồi tệ, đó là cách thứ nhất. Và cách thứ hai là chúng ta tháo cái bơm ra, tháo tung cái bơm ra giống như thế này. Và thưa anh em, đây, anh em có thấy cái mặt bơm này không? Tất nhiên là khi mà chúng ta tháo bơm ra thì phải rất hết sức lưu ý và cẩn thận. Lúc mà chúng ta lắp bơm lại nhé. Đó, đừng có để cái việc tháo bơm của chúng ta ra thành một sự phá hoại nhé. Là lắp lại nó còn không được như cũ, bởi vì do chúng ta lắp sai, lắp hỏng. Và Mạnh nói hết sức lưu ý này. Và đây là cách thứ hai. Anh em thấy đây có cái lỗ không ạ? Đây là đường áp suất lù tiến này. Đây là đường áp suất cao tiến này. Đây là phía bơm này. Khi nó bơm nó đẩy vào đây. Nhớt áp suất cao nó đẩy vào đây, nó chạy sang vào đây. Nó làm cho cái motor nó quay tiến. Chuyển động tiến, hộp số chuyển động tiến. Và bên đây khi mà lùi thì cái cố nhiên nó lùi này. Cố nhiên nó nghiêng này thì nó bơm vào đây thì làm cho cái này nó quay. Đây là cái motor nó quay thì cái hộp số của mình sẽ đi lùi. Vậy thì cái lỗ này, đây có một cái lỗ thông áp ở giữa, anh em thấy không ạ? Lỗ thông áp ở giữa đấy. Đây là lỗ thông áp suất tiến. Đây là lỗ thông áp suất lùi, nó nhỏ hơn. Bởi vì sao nó lớn và bởi vì sao nó nhỏ thì Mạnh sẽ giải thích thêm như thế này. Đi tiến nó lớn và đi lùi nó nhỏ, bởi vì thế này. Đi lùi ấy thì người ta cần sức bật của việc lùi nhanh hơn, để khi mà cái máy nó chùn xuống một cái hốc, chúng ta có thể lùi lại thì lùi nó rất là nhanh. Đó, còn tiến tại sao nó to? Tiến tại vì làm cho nó to bởi vì chúng ta chuyển động tiến rất là nhiều khi mà chúng ta về mo thì cái độ dơ tiến nó đang còn, thì cái lỗ này nó sẽ thoát áp để chúng ta có thể đóng số được dễ hơn nhé. Bởi vì là khi mà chúng ta kéo cần lại thì chưa chắc chắn là cái hệ thống cơ khí nó siêu chuẩn để cái gối nghiêng nó song song được, để bơm nó không làm việc được. Thì luôn luôn bơm nó làm việc và nó sẽ xì áp qua cái lỗ này để chúng ta có thể đóng số về mo được rất là dễ. Và lùi nó cũng có nhưng mà nó nhỏ hơn, anh em thấy không? Vậy thì để việc đi tiến nhanh hơn thì chúng ta chỉ cần vặn con ốc này ra, thay cho con ốc này, từ con ốc này đảo sang nhau
Vậy là chiều tiến nó sẽ đi nhanh hơn và chiều lùi sẽ đi chậm hơn một chút. Có nghĩa là tiến thành lùi và lùi thành tiến. Lưu ý là khi lắp cái con ốc này ấy, lắp cái con ốc này ấy, thì chúng ta phải lắp hết sức cẩn thận, tránh xì nhớt và tránh bị đề nhá. Tránh xì nhớt và tránh bị đề, chúng ta phải bôi keo vào. Bôi keo thì nguyên tắc bôi keo là bôi một nửa phía sau của con ốc thôi, không được bôi phía trước, nó sẽ làm tịt các cái lỗ trong đây mất. Đó là lưu ý của Mạnh dành cho anh em đây ạ. Hoặc là chúng ta có thể cuốn một 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 vòng băng tan, nhưng mà chừa lại ở đầu, không không cuốn ở đầu con ốc nhé, ở đầu con ốc mà cuốn về phía phía đuôi con ốc bịt này, đảo con này sang con này là đi tiến nó sẽ nhanh hơn. Đó là giải pháp thứ hai. Còn giải pháp thứ ba, giải pháp thứ ba cũng rất nhiều anh em làm, là chúng ta mua một cái bu ly, mua một cái bu ly nhỏ, mua một cái bu ly nhỏ ở trên đầu vào của bơm HST, mua cái bu ly nhỏ và cái độ lớn, độ nhỏ của nó thì khoảng bằng 5 đến 7% so với bu ly, 5 đến 7% so với bu ly nguyên bản là được, năm nhỏ hơn 5 đến 7%. Và chúng ta đang dùng dây SC59, thì chúng ta dùng lên dùng về SC58 là được, thì cái tốc độ bơm nó cũng nhanh hơn, nó cũng nhanh hơn, lưu lượng nó lớn hơn thì nó sẽ đi nhanh hơn, tiến cũng nhanh và lùi cũng nhanh. Đó là ba giải pháp mà Mạnh muốn cung cấp cho anh em về làm sao để tăng tốc độ bơm HST, tăng tốc độ di chuyển của máy gặt DC70, và có ba cách đó thôi. Mạnh xin đề nghị với anh em là làm theo cách thứ nhất, nhanh, rất là nhanh, là ịn cái này xuống và chèn một cái que thép ly, một ly vào 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 cái phần ịn đây ạ. Đó, vào đây để cho mục tiêu là làm căng cái lò xo bên trong, đẩy đẩy căng thêm lò xo bên trong, không khác gì chèn thêm một cái lòng đen thôi ở phía trong cái này, nhưng mà không hề phải tháo cái gì cả, rất là nhanh thôi. Cách thứ hai, đảo cái này. Cách thứ ba là thay bu ly nhỏ hơn và dùng dây SC58. Đây là ba cách mà Mạnh muốn cung cấp cho anh em về cách tăng tốc độ của HAD, và cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Kỹ thuật máy nông nghiệp. Anh em nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào đây, nhấn vào đây để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận thông báo mỗi khi Mạnh đăng video mới. Chúc anh em máy móc hoạt động luôn luôn trơn tru và rất là nhanh nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh Kỹ thuật máy nông nghiệp.